Vua Charles dặn hoàng tử Harry đừng dẫn vợ tới lâu đài Balmoral. Vua Charles đã dặn dò hoàng tử Harry không đưa vợ Marco đến lâu đài Balmoral khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đang hấp hối. Daily Mail ngày 10 tháng 9 cho biết, vào thời điểm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sắp qua đời, vợ chồng hoàng tử Harry vẫn đang ở Anh. The Sun tiết lộ, khi hoàng tử Harry đang ở Fromont Cadet thì nhận được cuộc gọi từ cha mình, lúc ấy vẫn là thái tử Charles, dặn dò không được dẫn theo vợ Meghan về thăm bà. Vua Charles nói với hoàng tử Harry rằng sự hiện diện của Meghan tại lâu đài Balmoral vào thời điểm vô cùng đau buồn như vậy là không đúng đắn hoặc không thích hợp. Vua Charles đã tuyên bố Meghan sẽ không được chào đón, một nguồn tin nói với The Sun. Trong khi đó, theo The Telegraph, ban đầu hoàng tử Harry không được gọi về lâu đài Balmoral vì lý do hiến pháp. Ông phải tự mình đến lâu đài Balmoral bằng máy bay riêng, trên chuyến xe đơn độc về gặp bà và rời đi ngày hôm sau. Tuy nhiên, hoàng tử Harry không thể nhìn mặt bà lần cuối bởi máy bay chở ông đáp xuống thành phố Aberdeen, Scotland lúc 16 giờ 46 phút tối 8 tháng 9, tức là 16 phút sau khi Điện Buckingham đưa ra thông báo nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Trả lời phỏng vấn trang Oprah.com năm 2021, hoàng tử Harry đã bày tỏ sự thất vọng về cha mình, đồng thời thừa nhận đã có rất nhiều tổn thương. Hồi đầu tháng 2, 2021, Điện Buckingham thông báo vợ chồng hoàng tử Harry xác nhận với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị về việc họ không quay trở lại với tư cách là thành viên làm việc của hoàng gia. Cặp đôi hiện sống tại thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ. Theo Daily Mail, chỉ có hai người con lớn nhất của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vua Charles và công chúa Anne có mặt khi bà qua đời. Hai người con còn lại, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward, đáp máy bay về sau cùng với hoàng tử William. Hoàng tử Edward đi cùng vợ của mình, Sophie, người được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị yêu mến và xem như con gái thứ hai. Vợ chồng hoàng tử Harry mâu thuẫn với Netflix. Các nguồn tin nói với Petsix, hoàng tử Harry và Meghan Markle có mâu thuẫn với Netflix và cả đội ngũ sản xuất khi đoàn phim quay lại những gì họ muốn giới thiệu với công chúng trong phim tài liệu sắp tới. Vợ chồng hoàng tử Harry muốn cắt bớt một phần phim tài liệu mà họ đã quay hơn một năm nay, nhưng các giám đốc Netflix đang đứng về phía các nhà làm phim, những người muốn giữ lại nội dung, theo nguồn tin từ người trong cuộc. Harry và Meghan đang có những suy nghĩ khác về câu chuyện của họ, về các dự án riêng, một nguồn tin từ Netflix nói với Petsix trong tuần này. Petsix trước đó đã tiết lộ công tước và nữ công tước xứ Sussex muốn chỉnh sửa bộ phim sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào tháng trước, vì được cho là liên quan đến vua Charles đệ tam, nữ hoàng Camilla cũng như thái tử William và vợ Kate Middleton. Các nguồn tin giờ đây cho biết cặp đôi thực sự bắt đầu suy nghĩ lại về bộ phim trước khi nữ hoàng qua đời vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96. Họ đã đưa ra những yêu cầu quan trọng để xem lại nội dung mà chính họ cung cấp, đến mức mà một số nhân viên Netflix tin rằng nếu được chấp thuận sẽ phải gác lại dự án vô thời hạn. Netflix đang đứng về phía các nhà làm phim, nguồn tin cho biết. Trong khi Harry 38 tuổi và Marco 41 tuổi muốn bộ phim ra mắt vào năm sau, thì dịch vụ phát trực tuyến trả cho cặp đôi hàng triệu USD từ lâu muốn phim ra mắt ngay sau mùa năm của The Crown dự kiến tháng 11/2022. Nguồn tin trong ngành cho biết Netflix đã nói rõ rằng dự án đang được tiến hành. Netflix và đại diện cho công tước và nữ công tước xứ Sussex không trả lời yêu cầu bình luận. Với sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, các con của hoàng tử Harry, Archie 3 tuổi và Lilibet 1 tuổi giờ đây có quyền được gọi là hoàng tử và công chúa, nhưng quyền quyết định nằm trong tay của ông nội, vua Charles. Nhưng những người trong hoàng gia đã nói rằng vua Charles chỉ đưa ra quyết định này khi ông đã xem những gì Harry viết trong cuốn hồi ký sắp xuất bản, cũng như những gì được đưa vào phim của Netflix. Bí mật của vợ chồng hoàng tử Harry bị phơi bày trong cuốn sách mới. Một nhân chứng tuyên bố trong cuốn sách mới rằng vợ hoàng tử Harry Meghan Markle bị cáo buộc thường xuyên la hét, làm suy nhược tinh thần các nhân viên phục vụ hoàng gia. Đã có rất nhiều người tàn vỡ con tim, một người trong cuộc khẳng định với Valentine Lowe, tác giả cuốn
Courteous the Hidden Flower Behind the Crown, xoay quanh vợ chồng hoàng tử Harry và hoàng gia Anh. Trong cuốn sách của mình, Valentine Law mô tả vụ việc được cho là khi đó Marco, 41 tuổi, từng đánh đập một nữ nhân viên trẻ trước mặt các đồng nghiệp khác. Nếu thực sự có bất kỳ ai khác mà tôi có thể yêu cầu làm việc này, tôi sẽ thay bạn ngay lập tức, Marco nói với nữ nhân viên. Người dẫn chương trình podcast Untitled Meghan Markle được cho là đã nhục mạ nữ nhân viên nhiều lần. Cô trở nên giận dữ với một nhân viên vì sai sót liên quan đến báo chí trong buổi tham gia hoạt động xã hội. Cô ấy không bắt máy, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhân viên này cho biết sau khi họ không thể liên lạc với Markle qua điện thoại. Điều này thật vô lý, tôi không thể ngừng run rẩy. Trong cuốn sách mới, Lowe tuyên bố rằng một nhân viên đã bị hủy hoại hoàn toàn khi làm việc cho vợ chồng hoàng tử Harry. Một cựu trợ lý hoàng gia tuyên bố rằng cặp đôi kết hôn vào tháng 5 2018 đã liên tục gọi điện cho anh ta khi đi ăn tối cuối tuần chỉ để mắng mỏ nhân viên. Cứ 10 phút, tôi lại phải ra ngoài để bị cô ấy và Harry la hét. Họ nói, tôi không thể tin rằng anh đã làm điều này. Anh làm tôi thất vọng. Anh đang nghĩ gì vậy? Họ không ngừng buộc tội và chuyện đó diễn ra trong vài giờ. Các cuộc gọi từ vợ chồng Harry được cho là bắt đầu lại vào sáng hôm sau, sau đó trong nhiều ngày và bạn không thể thoát khỏi họ, nhân viên cũ nói. Trong khi đó, thư ký riêng Samantha Cohen đã bị Meghan và Harry, 38 tuổi, hét vào mặt trước và ngay chuyến bay đến Australia trong chuyến công du Nam Thái Bình Dương năm 2018 của hai vợ chồng. Samantha luôn nói rõ rằng giống như đang làm việc cho một vài thanh thiếu niên, họ đẩy cô đến giới hạn, cô ấy rất đau khổ. Samantha liên tục phải luôn thay mặt cho Harry và Meghan trong khi nhận tất cả sự miệt thị này từ họ, một người bạn của Cohen tuyên bố trong cuốn sách. Được mô tả trong một đoạn trích khác trong sách, giám đốc truyền thông của Hoàng gia Jackson Crow đã viết một email vào năm 2018 cho thư ký riêng Simon Kett của Hoàng tử William về vấn đề rất nghiêm trọng với hành vi của Marco. Tôi rất lo ngại rằng nữ công tước có thể bắt nạt hai nhân viên. Nữ công tước dường như luôn muốn có ai đó trong tầm ngắm của mình, Crow viết. Khi Marco và Harry được yêu cầu đối xử với nhân viên một cách tôn trọng hơn, Marco trả lời, không phải công việc của tôi là dạy dỗ mọi người. Vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan nổi tiếng khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia của họ vào năm 2020, gần đây phải đối mặt với dư luận trong chuyến trở về Vương quốc Anh để tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tờ Pessic đưa tin Hoàng tử Harry, người từng phục vụ 10 năm trong quân đội, ban đầu cũng bị cấm mặc quân phục dự lễ tang nữ hoàng. Anh và Meghan giữ khoảng cách với vợ chồng Hoàng tử William. Tuy nhiên, cuối cùng vua Charles đã cho phép Harry mặc quân phục dự tang lễ. Được biết, Harry đã bị tước quân hàm khi từ bỏ thành viên của Hoàng gia. Meghan Markle bị mô tả là một kẻ tự ái xã hội, người âm mưu rút khỏi Hoàng gia ngay từ khi cưới Harry.